anh em nha, sáng nay là 2 tháng 3 năm 2022, mình lên tiếp cho anh em phun một cái bộ đầu bò, phun cụm đầu bò của QS Thái 100 ống hơi hàng zin trả xe kho Thái Lan về nha. Cái đầu này là rất là đẹp luôn, đúng nguyên zin chưa vệ sinh đó. Nó bao gồm đầy đủ là vỏ đầu, cam cò, xúc bắp, nắp đầy đủ hết, bộ xử lý khí thải, nói chung là hàng zin tiễn đẹp, hàng zin tiễn đẹp nha anh em đó. Chưa vệ sinh, này mà vệ sinh ra nó còn rất là đẹp, 7 màu luôn. Ba anh em, nếu mà anh em mà xài đồ nhìn cái chất đồ này sẽ biết. Đây là mình mới về, mình chưa có vệ sinh. Thì vỏ đầu này mình bán là giá 2,7 triệu nha. Đầu full cam cò, đầu ba anh em là đúng đầu zin. Cái đầu này mã đầu này là đầu TH nha anh em, đầu TH. Đó. Đầu TH nha. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332. Con này là đầu TH17. Đó. Đầu full cam cò đầy đủ nha anh em. Đẹp không lỗi lầm. Bộ này mình bán 2,7 triệu nha. Anh em nào chốt cái alo mình qua số điện thoại là 0933996332. Đó. Anh em nào hỏi vỏ đầu mà ống hơi mà đúng hàng TH thì alo em nha. Có một cái nữa nè. Rồi, cam cò mình là đã kiểm tra là bao đẹp, bao im cho anh em về xài ha. Rồi chào anh em nào chốt alo mình nha. Như mình đã nói, hôm nay mà anh em mà mua cái vỏ đầu là cái ống sắt hàng zin mới, nếu mà ai còn người ta sẽ bán không bao giờ dưới 2,5 triệu. Đừng nói mua cam cò, lò xo, xúc bắp rồi nắp rồi bộ xử lý khí thải. Nên mình bán cái giá cho anh em với cái giá này mở đầu zin theo xe đẹp như vậy á, 2,7 triệu là rất là hợp lý. Anh em mà cứ chơi mắc cho rẻ, anh em cứ là không kịp mua. Thứ hai là anh em cứ đi hỏi giá đi, rồi biết là em bán tại thời điểm này, cái đầu này em bán giá 2,7 triệu là mắc hay rẻ. Đó, ở đây mình bán mình nói rõ là vậy. Thật sự là tại thời điểm hiện tại là đồ nó hầu như là cái này là không có, nên giá nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ anh em nói, hồi xưa cái bộ bơm này anh em mua zin mới có 700 mấy, mà hôm nay anh em cầm khoảng 1,2 triệu mua không có hàng. Đúng bộ bơm xử lý khí thải của QS Thái 100 2,4 lít, có nhiều người là bộ bơm 2,4 lít anh em.